Ồ, có một cái này này. Bom à? Đùa nhau à? Có cái gì trên cái chỗ làm việc của tôi thế này? Có một cái thùng, không biết có phải bom không ta? What? Mở bằng cái gì được nhỉ? Này hư cụ bóng tay mất. À, tôi nghĩ ra cái này cả cậu ạ. Yeah, chờ tôi tí. Sợ. Nào, có đồ mở chứ? Đây. Ten ten, cái này sẽ mở được. Nói thật là tớ không biết đây là cái thùng mẹ gì luôn á, tự nhiên được gửi đến này, ở trong nhà mình. Vì tính tò mò nên là tớ sẽ mở thử xem không biết nó là cái gì cơ. Bom thì bỏ mẹ luôn. Ô, Hà Nội hiện tại đang rất là lạnh nha các bạn nhá. Ui, cái này rạch tốt phết này. Ngon như dao dọc giấy. Đây. Tớ sợ bom vãi thì luôn. Bom thì vỡ mồm mình em ạ. Thôi. Tớ hy sinh con mẹ nó mất. Bên này nữa. Một cái thùng rất là lạ được gửi đến. Ở trên tên có ghi Phạm Huy Sĩ này. Còn cái gì tớ chưa biết. Phải lấy cái chân giữ mới được. Rồi. Nó vẫn vướng này. Rồi. Bên này nữa. Trời. Ôi. Ôi. Trời mẹ ơi, cong cái dọc sinh 30.000 đồng của tôi ơi. Đùa. Bẻ lại. Không sao, bôi cao sẽ khỏi, vẫn dùng tốt cậu ạ. À. Chắc là cái này đúng không? Vẫn dùng tốt, chọc vào. Ok. Yeah. Tên. Wow. Gỗ Tero. Wow, gỗ trúc. Có một cái này này. Bom à? À, thì ra đây anh em. Free Fire. Cái gì đấy? Yeah, mình sẽ unbox review cái này. Nó thật ra là mình không biết là ở trong nó có cái gì luôn. Yeah. Wow. Một cái cốc nước. Ống hút luôn. Ten. Ôi, chúng ta đến với cái gì đây? Tớ phải rút nó ra xem. Free Fire. Wow, cốc nước Free Fire. À. Thì ra là cái này nhà phát hành tặng mình anh em ạ, tặng streamer. Yeah. À. Hiện tại mấy cái món này hình như là có bán trên Shopee của Garena Free Fire á. Ừ, thì sao mình để link ở dưới cho anh em có thể tự mua được nhá. Như kiểu là mình được tặng trước trải nghiệm cho anh em xem á. Đấy, ông hút cốc rất đẹp Free Fire. Hai con gấu này để đây. Ôm này đúng không? Trời ơi. Để đây, ôm này livestream. Thôi rồi cuộc đời. Quá được luôn. Được vãi liền luôn. À, có cả nắp luôn. Trời. Nhưng mà rất là tiếc, nhà tớ bị một dao. Thế nên là nó cong mẹ que chọc sinh 30.000 của tớ rồi. Thôi bỏ dao vào thùng. Mình sẽ chỉ lấy mấy cái cốc thôi. Wow. Đây, bỏ cái cốc lên đây. Trời. Mình đang dùng cái cốc nó rẻ rách vãi. Có cốc xịn rồi này. Gấu. Ê, gấu trúc của tớ ơi. Đây, cho hai chúng mày ngồi đây với nhau. Yeah, được. Tớ dọn ra đã các cậu ạ. Một món quà từ nhà phát hành, quà Noel. Ông già Noel rước đèn ông sao. Tình. Ok anh em ơi, và các bạn hãy nhớ là ủng hộ bằng cách là đăng ký kênh, nhận thông báo video mới nhất của tớ nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều. Cốc Free Fire. Yeah. Tạm biệt.
bên anh em. Hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo nha. Đây là một cái video ngắn thôi. Bye bye.